mỗi một bài tập sẽ có những mẹo làm bài để giúp chúng ta làm bài nhanh hơn và chính xác hơn. Đối với bài này, chúng ta hãy để ý vào những từ ngữ sau: every, often, always, usually and sometime. Những từ này đều là dấu hiệu của thì hiện tại đơn. Vậy thì bây giờ công việc của chúng ta sẽ chỉ cần xác minh rằng những động từ này chúng ta có thêm s hay chúng ta không thêm s. Chúng ta sẽ chỉ thêm s với những động từ số ít và chỉ một người. Và chúng ta sẽ động từ không thêm s với những chủ ngữ là số nhiều và từ một người trở lên. Trong bài này chúng ta thấy he, he, she và he. Đây là những chủ ngữ số ít. Vậy nên động từ chúng ta sẽ phải thêm s. Với câu 1, chúng ta sẽ để đáp án là goes. Câu số 2, he often plays. She always forgets. He sometimes goes. Còn đối với câu số 4, chủ ngữ là I, thì trong hiện tại đơn, chủ ngữ là I thì động từ sẽ không chia. Như vậy, câu số 4 sẽ là I usually go to bed at 11 p.m.